xin phép chào tất cả quý khán giả, và chúng tôi xin ngày hôm nay là ngày ở bên Việt Nam là ngày 18 tháng Giêng năm 2018. Thì quý vị thấy rằng cái cuộc trận chiến đảo Hoàng Sa bắt đầu ngày 18. Và trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình thì chúng tôi xin được phép là thắp một nén nhang cho tất cả 74 chiến sĩ Hoàng Sa đã bị oan ức và tử nạn trong một cuộc âm mưu dàn xếp giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam Cộng Hòa. Những cái bí mật này thật sự rằng sẽ không được phanh phui nếu không có tiếng nói của Hải quân Trung tá Lê Văn Thự. Anh Thự là một người Việt Nam Cộng Hòa, là hạm trưởng HQ-16, là một trong 4 chiếc tàu của Hải quân Việt Nam, đối đầu với 3 chiếc tàu của Hải quân Trung Quốc tại Hoàng Sa. Năm 2013, anh Thự đã viết trên tờ báo Thời Luận của anh Đỗ Tiến Đức để nói lên cái công đạo và rửa những cái mối nhục cho những người đã nằm xuống trong cái cuộc trận chiến Hoàng Sa. Chúng tôi trước khi bắt đầu bài báo, chúng tôi xin được một phút để tưởng niệm cho những người lính Hải quân Việt Nam Cộng Hòa trong cái tinh thần là chúng ta tưởng niệm những người đã hy sinh trước những kẻ thù của ngoại xâm để bảo vệ đất nước. Chúng ta không vinh danh một cái thể chế Việt Nam Cộng Hòa hay một thể chế nào hết, mà chúng ta trong cái tình người, cái nhân bản của con người, và nói lên cái nỗi oan khiên của 74 người hải quân đã chết trong trận chiến hành động Hoàng Sa vì những âm mưu của Hoa Kỳ, Trung Quốc. Và giờ đây những sự thật đó đã không được ông đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, tức là con trai của cụ Hồ Biểu Chánh, là một nhà văn nổi tiếng của miền Nam, hồi Việt Nam Cộng Hòa trước đây. Chúng tôi bắt buộc phải đọc lên những cái này để gửi đến tất cả quý vị một nỗi oan khiên, một cái nhục nhã của những người làm tay sai và hèn nhát không dám chống lại chỉ vì gương của ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Từ Nguyễn Văn Thiệu trở xuống, tất cả Việt Nam Cộng Hòa đã im lặng. Câu hỏi của anh Đinh Bá Khước thì đại tá Trung đã trả lời rồi. Đại tá Nguyễn Đình Trung đã trả lời cho cái câu hỏi đó rồi. Lúc đó khoảng chừng 120 phi công Việt Nam đã tình nguyện, tức những phi công khu trục F-5. Lúc đó thì chỉ có phi cơ của F-5 hoặc là phi cơ của Skyrider mới bay ra được, A-37 thì bay ra được, còn tất cả nữa. Có những người nói lý do rằng không đủ xăng để bay về, nếu mà chỉ thả bom xong đi về thì, nhưng mà lỡ mà bị máy bay của Trung Quốc chặn đánh thì mình không có đủ nhiên liệu để mà chống đỡ. Cái đó cũng không phải là lý do. Lý do tại vì từ ông Nguyễn Văn Thiệu trở xuống không cho đánh và không dám phản lại cái ý muốn của chính phủ Hoa Kỳ lúc đó. Thì bài viết ở dưới đây hoàn toàn của Trung tá Lê Văn Thự. Hải quân Trung tá Lê Văn Thự, ông đã nói lên một cái tiếng nói công đạo.
Bởi vì chút xíu ông cũng trở thành một, một chút xíu nữa thì ông cũng trở thành một con mồi cho cá ở dưới biển. Nhưng ông may mắn, lịch sử của chúng ta luôn luôn có những cái sự may mắn. Và cái may mắn đó, hải quân Trung tá Lê Văn Thự không chết. Để năm 2013 ông đã viết lên sự thật của Hoàng Sa. Xin mời tất cả quý khán giả theo dõi một bài viết rất là xúc động. Tác giả Lê Văn Thự. Từ ngày trận hải chiến Hoàng Sa xảy ra đến nay, tôi vẫn giữ im lặng, không viết ra những điều mắt thấy tai nghe, những gì xảy ra trong trận chiến, vì nghĩ rằng trận chiến Hoàng Sa là một thất bại vì đã không giữ được đảo Hoàng Sa. So với những chiến tích lừng lẫy của tiền nhân trong lịch sử thì chúng tôi đã không làm nên được cái tích sự gì. Vì vậy, tôi cảm thấy hổ thẹn khi phải viết ra điều này. Nhưng nay, đã có nhiều người viết về trận Hoàng Sa, trong đó có Hải quân Đại tá Hà Văn Ngạc là người chỉ huy trận chiến. Trung úy Hải quân Đào Dân thuộc HQ-16. Nay lại có thêm Hải quân Trung tá Vũ Hữu San, hạm trưởng HQ-4, viết một cuốn sách nói về trận Hoàng Sa. Trong các bài viết cũng như trong cuốn sách đó, mỗi người nói một cách, không ai giống ai. Nếu ai chỉ đọc một bài thôi thì rất có thể tin đó là thật. Nhưng nếu người đọc tinh ý thì vẫn có thể tìm thấy một vài chi tiết chứng tỏ người viết thiếu thành thật hay nói vu vơ, phô trương nhiều hơn những gì cần nói. Còn nếu đọc hết tất cả các bài viết thì sẽ thấy người nói hiu, kẻ nói vượn, chẳng biết tin ai. Người đọc sẽ đánh giá thấp Hải quân Việt Nam Cộng Hòa và sẽ thắc mắc không biết trận chiến Hoàng Sa thật sự như thế nào. Chính vì lý do này mà tôi phải lên tiếng. Máy vẫn để như mọi ngày thưa các bạn. Có thể rằng cái máy của các bạn bị yếu là sao đó, chứ còn thật sự thì vẫn nghe bình thường. Tôi vẫn nói giọng bình thường và vẫn để cái khoảng cách bình thường. Và cũng cái máy đó thôi. Trong những buổi hội luận nó vẫn như vậy. Chúng tôi xin đọc tiếp. Chính vì lý do này mà tôi phải lên tiếng. Tôi biết trong hải quân có một số người biết sự thật. Nhưng ai nói sai, họ vẫn mặc kệ. Miễn người viết đề cao hải quân, còn nói thật thì họ cho là mất mặt hải quân. Vì vậy, khi viết bài này tôi biết trước là sẽ có nhiều người bất mãn vì bài viết của tôi. Không những bất mãn, mà tệ hơn còn lên án tôi là kẻ bêu xấu hải quân. Nhưng tôi vẫn phải viết để nói lên sự thật và nói thay cho những người đã chết trong trận Hoàng Sa. Tôi cũng xin độc giả hiểu cho rằng trong các quân binh chủng, hàng tướng tá, quý, sĩ quan hay trong bất cứ một tập thể nào cũng có kẻ tốt, người xấu. Người có trình độ cao, kẻ có trình độ thấp. Do đó, xin quý vị không nên vơ đũa cả nắm. Hơn nữa bây giờ, ra hải ngoại rồi, chúng ta phải nhìn cái sự thật Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ chính vì cấp lãnh đạo và những người có trách nhiệm, chứ đừng đổ lỗi cho đồng minh phản bội để chối tội. Khi vào bài, tôi xin nêu lên vài ý kiến về bài của Trung tá Đào Dân, vì ông ta cùng ở trên chiến hạm HQ-16 với tôi. Những gì xảy ra trên HQ-16, Trung úy Dân viết có thể đúng, nhưng chưa chắc đã thấy hết mọi việc xảy ra trên HQ-16, vì ông ta chỉ ở một vị trí nào đó trên chiến hạm, chứ không thể có mặt trên khắp mọi nơi. Ngoài ra, ông ta còn phải lo cái phận sự của ông, chứ không thể ngồi để mà quan sát trận chiến. Những gì ông viết về HQ-4, HQ-5 và HQ-10 là hoàn toàn không đúng sự thật. Chính tôi là người chỉ huy HQ-16, mà cũng không biết về những hoạt động của HQ-4, HQ-5
thì làm sao mà ông Dân lại biết được? Tôi nghĩ là ông Dân muốn viết về trận chiến Hoàng Sa mà ông có tham dự. Nhưng khi muốn viết nhưng khi muốn viết cho đầy đủ, ông phải nói lên các chiến hạm khác mà ông không biết hoạt động của các chiến hạm này, nên phải tưởng tượng ra hoặc là dựa vào phần nào bài viết của đại tá Hà Văn Ngạc. Mà bài viết đại tá của Hà Văn Ngạc thì hoàn toàn sai thật, sai sự thật. Tôi sẽ đề cập đến sau. Điều này chắc chắn ông Dân cũng biết, nên ông dễ dàng phóng bút theo mà không dám nói sự thật. Ông Dân nói Trung Cộng đã đặt đài quan sát trên đảo, xây dựng doanh trại và toán người nhái đổ bộ trong ngày cuộc chiến xảy ra. Báo cáo là có cả một tiểu đoàn Trung Cộng trú đóng là không đúng sự thật. Chỉ có một dãy nhà gỗ đang được xây cất dở dang, còn người nhái không đổ bộ trong ngày cuộc chiến xảy ra và cũng chưa bao giờ lên trên đảo. Ông Dân viết, khi chúng tôi được lệnh tiến về phía đảo, HQ-10 hình như có vẻ chần chừ vì khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa, và hạm trưởng HQ-16 đã nhiều lần thúc giục HQ-10 phải chạy sát nhau hơn. Đây là chuyện không có. Sự thật, trong trận chiến, HQ-16 tiến một hướng, HQ-10 tiến hướng khác để vào lòng chảo quần đảo Hoàng Sa, chứ không tiến cùng một hướng. Từ đầu đến cuối trận chiến, HQ-10 đã làm đúng những gì tôi nói với hạm trưởng HQ-10 tối hôm 18 tháng Giêng năm 1974, trước ngày khai chiến 19 tháng Giêng năm 1974. Ông Dân nói, việc các chiến hạm hải hành tập đội để phô trương lực lượng là hoàn toàn không có. Đã đi đánh trận mà còn phô trương lực lượng thì không còn gì ngớ ngẩn bằng. Ông Dân nói, HQ-4 dùng mũi tàu để ủi tàu Trung Cộng ra xa đảo Hoàng Sa là chuyện không đúng sự thật và cũng không thể nào làm được như vậy. Cũng như phóng đồ kế hoạch điều quân của ông Dân cho thấy, HQ-4 và HQ-5 tiến vào lòng chảo để tác chiến cũng không là thật nữa. Hướng tiến quân của HQ-4, HQ-5 vào lòng chảo chính là hướng tiến quân của HQ-10. Ông Dân đưa thêm HQ-4, HQ-5 vào cho đủ bộ thành phần là chật lất. Sự thật là HQ-4 và HQ-5 chỉ ở ngoài chứ không có tham dự trận chiến trong lòng chảo. Nếu HQ-4 và HQ-5 có mặt trong lòng chảo thì HQ-16 và HQ-10 bị trúng đạn, thì HQ-4 và HQ-5 làm gì mà không thấy ông Dân nói đến. Trên đây là các điểm tôi muốn đính chính về bài viết của Trung úy Đào Dân, và sau đây là những gì đã xảy ra trong trận chiến mà tôi đã chứng kiến. Trước khi nói đến trận đánh, tôi xin sơ lược về quần đảo Hoàng Sa. Quần đảo Hoàng Sa gọi chung là Paracels, cách bờ biển Đà Nẵng 180 hải lý về phía đông. Như quý vị thấy trong bản đồ, quần đảo Hoàng Sa gồm có một số đảo ghi trong bản đồ quây quần nhau thành một lòng chảo. Muốn vào bên trong cái lòng chảo đó phải theo hai cái lộ trình mà chúng tôi thường gọi là pass. Một cái ở giữa đảo Hoàng Sa và đảo Cam Tuyền, còn cái kia ở giữa bãi đá ngầm Antelope và đảo Quang Hòa. Bản đồ này tỷ lệ xích quá nhỏ nên các đảo chỉ bằng lóng tay hay chỉ là những cái dấu chấm. Quần đảo Hoàng Sa không chỉ có bấy nhiêu đảo trong bản đồ mà còn có một số đảo khác nữa nằm rải rác ở phía đông bắc. Những đảo trong bản đồ là những đảo tận cùng ở phía nam của quần đảo Hoàng Sa. Nhìn vào bản đồ, quý vị thấy các đảo rời nhau có khoảng trống ở giữa. Những tàu bè không chạy qua được vì đá ngầm và san hô ở dưới mặt nước, chỉ vào cái lòng chảo bằng hai cái pass mà tôi nói ở trên. Quần đảo Hoàng Sa có cái đảo Lài, có đảo Cao, chắc có lẽ là nói là có đảo Dài đó. Quần đảo Hoàng Sa có đảo Dài, có đảo Cao, nhưng cũng chỉ cao hơn mặt biển chừng vài chục thước.
các đảo phần nhiều trơ trụi, hiếm có cây cao, toàn là đá lởm chởm. Chỗ cao, chỗ thấp, ít khi cái nơi bằng phẳng. Gần bờ thì có đá ngầm, san hô. Hết đá ngầm, san hô thì biển rất sâu. Đáy biển cũng có đá nên neo tàu không an toàn. Quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa không thể lập căn cứ hải quân được vì không có chỗ ẩn núp cho tàu bè, chỉ có thể lập căn cứ trên đảo mà thôi. Tất cả các đảo đều không có nước ngọt, trừ đảo Hoàng Sa mà chúng tôi thường gọi là đảo khí tượng, vì đài khí tượng do người Pháp thiết lập và sau này luôn luôn có nhân viên khí tượng Việt Nam làm việc cho đến ngày trận chiến Hoàng Sa xảy ra. Người Pháp xây một hồ chứa nước bên trong nhà, có các máng xối hứng nước mưa truyền vào bên trong hồ chứa để dùng cho cả năm. Trên đảo Hoàng Sa có mấy năm đầu tiên có một trung đội thủy quân lục chiến chấn giữ. Về sau vì nhu cầu của trận chiến trong nội địa, thủy quân lục chiến đã phải rời đảo và được thay thế bởi địa phương quân của tiểu khu Quảng Nam. Họ đã phải ở lại trên đảo Hoàng Sa vì chỉ cái đảo này mới có nước ngọt. Thủy quân lục chiến hay địa phương quân đều được trang bị xuồng cao su để di chuyển quanh các đảo mà kiểm soát. Sau khi biết tổng quát vị trí các đảo, quý độc giả có thể theo dõi diễn tiến trận chiến Hoàng Sa sau đây. Tôi cũng xin thưa trước là những gì xảy ra tôi không nhớ chính xác giờ giấc, chỉ phỏng chừng, nhưng những sự kiện thì là xác thực. Ngày giờ và sự kiện xảy ra đều có ghi trong nhật ký hải hành và nhật ký chiến hạm, nhưng nay không có thể tham khảo được nữa. Ngày 15 tháng Giêng năm 1974, tàu tôi, tức HQ-16, được lệnh ra công tác đảo Hoàng Sa, chở theo một cố vấn Mỹ và một thiếu tá bộ binh thuộc quân đoàn 1 mà nay tôi không còn nhớ tên. Tàu khởi hành tối ngày 15 tháng Giêng năm 1974 và đến Hoàng Sa vào sáng ngày 16 tháng Giêng năm 1974. Khi đến nơi, địa phương quân trên đảo thấy tàu đã lái xuồng ra đón viên thiếu tá bộ binh lên đảo. Trong khi chờ đợi đưa thiếu tá bộ binh về lại Đà Nẵng, tôi vận chuyển tàu rời Hoàng Sa ra biển, thả trôi tàu gần Quang Hòa và tôi lấy ống nhòm nhìn lên các đảo chung quanh để ngắm phong cảnh và tiêu khiển thì giờ. Khi nhìn lên đảo Quang Hòa thì thấy một dãy nhà sờn gỗ còn đang xây cất dở dang, chỉ có sàn nhà, chưa có mái. Tôi thấy lạ, liền gọi máy về Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, lúc đó là ông Hồ Văn Kỳ Thoại làm tư lệnh. Hỏi thì nơi đây hỏi lại tôi là có biết người nào trên đó không? Tôi trả lời chỉ thấy 4-5 người di chuyển tới lui nơi dãy nhà đang xây cất, chứ không biết là ai. Họ mặc thường dân, có người ở Trần, nhưng có nhà xây cất thì chắc là người ngoại quốc chứ không ai khác hơn là Trung Quốc, Trung Cộng. Vì cách đảo Quang Hòa chừng 20 hải lý về phía đông bắc có căn cứ của Trung Cộng, cũng nằm trong quần đảo Hoàng Sa. Hải quân 16 vẫn thả trôi tàu để chờ thiếu tá bộ binh và chờ từ Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải để xác nhận. Trưa ngày 16 tháng Giêng năm 1974, một chiến hạm Trung Cộng đã xuất hiện trong vùng. Tối ngày 17 tháng Giêng năm 1974, Bộ Tư lệnh Hải quân gửi ra một toán người nhái do HQ-4 trở ra. Toán người nhái này rời HQ-4 bằng xuồng cao su để lên tàu HQ-16 của tôi. Sáng ngày 18 tháng Giêng năm 1974, HQ-5 và HQ-10 đã có mặt ở trong khu vực Hoàng Sa. Đại tá Hải quân Hà Văn Nga ở trên HQ-5 là người chỉ huy cuộc chiến. HQ-5 do Trung tá Phạm Trọng Quỳnh khóa 14 chỉ huy. HQ-16 do tôi, Trung tá Lê Văn Thự khóa 10 chỉ huy. HQ-4 do Trung tá Vũ Hữu San khóa 11 chỉ huy. HQ-10 do Thiếu tá Ngụy
Văn Thà khóa 12 chỉ huy. Khoảng 10 giờ sáng ngày 18 tháng Giêng năm 1974, Đại tá Hà Văn Ngạc ra lệnh cho tôi đưa viên cố vấn Mỹ lên đảo Hoàng Sa, sau đó cho toán người Nhái đổ bộ lên đảo Quang Hòa và một toán HQ-16 lên giữ đảo Vĩnh Lạc. Sau khi đưa viên cố vấn Mỹ lên đảo Hoàng Sa, tôi vận chuyển HQ-16 bên trong lòng chảo để đến gần Quang Hòa, đổ bộ toán người Nhái lên đảo, thì một tàu Trung Cộng xuất hiện cản trước mũi, không cho tàu tôi tiến gần đảo. Trong bài viết thì có hình nữa. Tôi phải ngừng máy vận chuyển để tránh đụng tàu, nhưng cả hai cũng đã cọ vào nhau, làm dẹp một số trụ căng dây an toàn chung quanh tàu Trung Quốc và làm rách bè nổi của tàu Trung Quốc. Nhờ sắp lại gần, tôi thấy tàu Trung Quốc mang số hiệu 271, dài chừng 70 mét, có súng tương đương với súng 76.2 ly, 40 ly, 20 ly và đại liên 12.7 của tàu tôi. Tàu Trung Cộng nhỏ hơn tàu tôi nhưng vận chuyển nhanh nhẹn hơn. Tôi báo cáo với Đại tá Ngạc những gì xảy ra. Sau đó tôi lái tàu ra khỏi lòng chảo và đổ bộ toán người Nhái vào mặt ngoài biển, tức là mặt nam của đảo Quang Hòa, vào chiều ngày 18 tháng Giêng năm 1974. HQ-16 chỉ ở cách xa bờ 1-2 hải lý, rồi người Nhái thả xuồng cao su có trang bị máy mà chạy vào bờ, chứ HQ-16 không thể vào sát bờ được vì đá ngầm và san hô. Toán người Nhái rời tàu chừng non một tiếng thì gọi máy báo cáo là ở trong bờ bắn ra. Tôi hỏi người liên lạc máy là có thấy người ở trên bờ không và các anh đã lên được bờ chưa. Họ trả lời họ đang lội nước ngang ống chân, còn vài chục thước nữa mới tới bờ. Họ cũng cho biết là không thấy người ở trên bờ. Vài phút sau thì nghe báo cáo một thiếu úy người Nhái đã bị bắn chết. Họ xin rút lui vì không thể vào bờ an toàn được. Tôi báo cáo với Đại tá Ngạc và xin cho người Nhái rút lui. Toán người Nhái đã trở về lại HQ-16. Chiều ngày 18 tháng Giêng năm 1974 khoảng 6 giờ, Đại tá Ngạc đã gọi máy cho tôi và ra lệnh tôi chỉ huy HQ-10. Bằng mọi giá phải đổ bộ cho được toán người Nhái lên đảo Quang Hòa. Sau khi Đại tá Ngạc ra lệnh này xong, thì từ đó về sau tôi không còn nghe lệnh lạc gì thêm từ Đại tá Ngạc nữa. Đến tối ngày 18 tháng Giêng năm 1974, máy liên lạc âm thoại giai tần đơn vị bị Trung Cộng phá rối tần số, không liên lạc được. Tôi không thể gọi Đại tá Ngạc, HQ-4 hay Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải. Tôi chỉ liên lạc được với HQ-10 bằng máy PRC-45, là loại máy truyền tin sách tay và chỉ liên lạc được trong vòng 10 hải lý. Sau khi nhận lệnh, tôi nghĩ chỉ còn cách đổ bộ toán người Nhái vào ban đêm mới may ra lên được đảo. Nhưng chưa chắc toán người Nhái đã vào chót lọt được, vì có thể tàu Trung Quốc theo dõi và liên lạc chỉ điểm cho người của họ ở trong đảo canh chừng bắn khi người Nhái vào bờ. Ngoài ra thức ăn, nước uống không có thì làm sao toán người Nhái có thể hoạt động lâu hơn được một ngày. Và ít nhất cũng phải có một tiểu đội hay trung đội thủy quân lục chiến đổ bộ gần bờ yểm trợ cho toán người Nhái khi họ rút lui nếu bị phát hiện hay khi gặp lực lượng địch mạnh hơn. Vì thế, muốn thi hành lệnh của Đại tá Ngạc, tôi chỉ còn cách là phải tiêu diệt tàu Trung Cộng trước rồi mới tính chuyện đổ bộ người Nhái lên đảo sau. Lúc này, phía Trung Cộng xuất hiện thêm 2 chiếc tàu nữa và cùng loại với chiếc trước đã có. Tôi gọi thiếu tá Thà HQ-10 và nói ý định của tôi. Đêm nay, HQ-16 và HQ-10 ra thật xa đảo, làm tối chiến hạm, tức là tắt đèn đi, không cho ánh sáng lọt ra bên ngoài, để tàu Trung Cộng không biết chúng tôi ở đâu. Sáng mai 19 tháng Giêng năm 1974 sẽ tiến vào lòng chảo.
HQ-16 vào cái pad gần đảo Hoàng Sa, HQ-10 vào cái pad gần đảo Quang Hòa. Xin xem hình, trong này có hình. Tôi cũng nói với thiếu tá Thà là anh cũng như tôi phải cố gắng hết sức mình. Nếu một trong hai đứa mà lạng quạng thì chỉ còn lại một, thì bọn chúng, ba chiếc tàu Trung Cộng xúm lại, mình không thể nào chống nổi. Đêm hôm đó, 18 tháng Giêng năm 74, khoảng nửa giờ đêm, tôi tập họp thủy thủ đoàn HQ-16 để thông báo ngày mai sẽ tiến đánh Trung Cộng. Tôi cũng nói với thủ thủy đoàn là tất cả mọi người phải can đảm, cố gắng hết sức mình. Ai làm phần việc của mình cũng phải nhanh nhẹn, chính xác mới mong thắng và còn sống. Nhất là để các ổ súng và toán phòng tai phải lo chuẩn bị trước, xem xét lại súng ống, đạn dược, phải đem từ hầm đạn lên và để sẵn các ổ súng. Ống nước cứu hỏa phải trải sẵn ra, máy bơm nước phải sẵn sàng. Sáng ngày 19 tháng Giêng năm 1974, HQ-16 và HQ-10 tiến vào lòng chảo như dự định. Tôi gọi máy cho thiếu tá Thà và nói, nếu chừng nào thấy tôi khai hỏa là phải khai hỏa theo liền. Khi HQ-16 và HQ-10 vừa qua khỏi hai cái pad và vừa tầm súng, tôi quay lại ngang tàu HQ-16, đưa phía hữu hạm của Hải quân 16 hướng về ba chiếc tàu Trung Cộng. Mục đích của tôi là để tận dụng tất cả súng từ mũi ra phía sau lái. Nếu hướng mũi tàu về tàu Trung Cộng thì chỉ sử dụng được hỏa lực ở phía trước mũi mà thôi. Với cái lợi thế sử dụng tối đa hỏa lực, nhưng cũng có cái bất lợi là hứng đạn của địch nhiều hơn. Nhưng vì tôi đánh phủ đầu tàu Trung Cộng nên phải sử dụng tối đa hỏa lực. So với tàu Trung Cộng, tàu tôi có đủ loại súng Trung Cộng có. Ngoài ra còn có thêm khẩu 127 ly mà tàu Trung Cộng không có. HQ-10 thì chỉ có hỏa lực ngang với bằng tàu Trung Cộng. Khi tiến vào lòng chảo, tôi đã mừng thầm khi thấy ba chiếc tàu Trung Cộng đều nằm trong cái lòng chảo, tức là mục tiêu tốt cho HQ-16 và HQ-10 tác trận. Nếu chúng ở giải rác, chiếc trong chiếc ngoài lòng chảo thì tôi cũng chưa biết tính là sao, vì tàu Trung Cộng nhỏ hơn nhưng lại linh động hơn. Và nếu chúng ra ngoài biển thì khó mà bắn chúng hơn vì nó nhỏ và chạy nhanh. Còn tàu tôi lại là mục tiêu tốt cho tàu Trung Cộng vì to con nên nặng nề, chậm chạp nên dễ lánh đạn hơn. Nhưng nay thì cả ba tàu địch đã bị vây trong lòng chảo vì hai cái pad đã bị Hải quân 16 và Hải quân 10 đã chặn rồi. Khi đã ở đúng vị trí và vị thế dự định, HQ-16 và HQ-10 chừng 11 hải lý cách nhau. Hai tàu HQ-16 và HQ-10 cách ba tàu Trung Cộng từ 3 đến 4 hải lý. Tôi ra lệnh lần chót, các ổ súng phải luôn luôn theo dõi mục tiêu nào thuận lợi khi thì bắn cái là mục tiêu đó. Khi hỏi tất cả các ổ súng đã sẵn sàng chưa, tôi ra lệnh khai hỏa. HQ-16 và HQ-10 đứng yên một chỗ, còn ba tàu Trung Cộng di chuyển loanh quanh sát vòng cung lòng chảo gần đảo Duy Mộng và bắn trả chúng tôi. Tôi hy vọng trong 5 và 10 phút là triệt hạ được tàu Trung Cộng vì khai hỏa trước và sử dụng tối đa hỏa lực trong khi tàu Trung Cộng bị tấn công bất ngờ. Vì ngày hôm trước tàu tôi đã bị họ chặn, tôi bỏ đi mà không có gì xảy ra, nên họ không ngờ rằng tôi sẽ trở lại tấn công họ. 10 phút trôi qua mà chưa thấy tàu hề hấn gì. Tôi bắt đầu sốt ruột. Trong khi đó tôi nghe tiếng lách tách lép bép trên trời như tiếng pháo bông giữa tàu tôi và HQ-10 và về phía HQ-10 nhiều hơn. Thì tôi nghĩ chắc là đạn thời chỉnh, tức là đạn tự động nổ mà không cần chạm mục tiêu. Trận chiếm vẫn tiếp tục. Chừng khoảng phút thứ 20 hay 30, tôi thấy một tàu Trung Cộng bốc khói. Một tàu khác có thể bị trúng đạn, làm hư hệ thống tay lái, nên tàu cứ xoay quanh như con gà trống chạy lòng vòng trước khi đập mái. Tiếp đến hải
HQ-10 báo cáo hạm trưởng bị tử thương. Tôi ra lệnh hạm phó lên thay quyền chỉ huy, đồng thời đặt ống nhòm nhìn sang HQ-10. Tôi thấy một ngọn lửa nhỏ cháy ở đài chỉ huy, có thể dập tắt được bằng bình CO2, tức là bình cứu hỏa carbon oxygen 2 đó. Mà sao không ai làm? Quan sát phía sau lái HQ-10, tôi thấy 4-5 cái đầu nhấp nhô trên mặt biển. Tôi không biết chuyện gì xảy ra trên HQ-10 vì không nghe báo cáo gì thêm. Tôi đoán chừng vì hạm trưởng bị thương nặng nên HQ-10 như rắn mất đầu. Một số nhỏ nhát gan, sợ tàu cháy hay trúng đạn nổ nên đã nhảy xuống biển. Nhưng HQ-10 vẫn nổi bình thường, thăng bằng, không nghiêng một chút nào cả. Sau đó hầm máy hữu của HQ-16 báo cáo bị trúng đạn dưới lườn tàu ở dưới mặt nước. Nước tràn vào tàu, trung sĩ điện khí Xuân bị thương. Nhân viên cứu hỏa tìm cách bít lỗ thủng. Chừng vài phút sau, tàu bắt đầu nghiêng. Hầm máy báo cáo lỗ thủng bít không được vì nước vào quá mạnh. Chỗ thủng nằm trong cái kẹp, không có chỗ cho nhân viên cứu hỏa sử dụng đà chống để chặn cái tấm gỗ, để chặn cái tấm bố và tấm gỗ bít lỗ thủng. Nước ngập đến đầu gối. Tôi ra lệnh không được bít lỗ thủng thì đóng. Tôi ra lệnh nếu không bít được lỗ thủng thì đóng cái nắp hầm lại, đừng cho nước chảy ra khỏi hầm máy. Tôi nhớ là hầm máy hữu trúng đạn, mà trong bài viết ông Dân thì lại nói là hầm máy tả. Tàu chỉ còn một máy tả và một máy điện. Phòng vô tuyến liên lạc truyền tin bị gián đoạn vì mất điện. Tôi nhận thấy tình hình không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Tôi vận chuyển tàu quay trở ra theo cái path để rời lòng chảo. Tàu mỗi lúc một nghiêng trên 10% và chỉ còn có một máy nên vận chuyển rất là khó khăn. Hầm máy hữu báo cáo nhân viên phải rời hầm máy vì tàu sắp chìm. Thấy độ nghiêng của tàu đến mức hết độ an toàn, có thể tàu sẽ lật. Nên tôi ra lệnh toàn thể nhân viên vào nhiệm sở đào thoát vì sợ họ không còn thời giờ để đào thoát kịp. Ra lệnh xong, tôi nắm lấy tay lái, tiếp tục lái thay cho nhân viên ra nhiệm sở. Trong khi tôi đang lái, thì Đại úy Hiệp, cơ khí trưởng chạy lên đài chỉ huy, nói với tôi, vì sao hạm trưởng cho nhiệm sở đào thoát? Tôi đang ráng làm cân bằng tàu. Tôi nói là mỗi lúc tàu một nghiêng thêm, không biết sẽ lật chìm lúc nào nên phải chuẩn bị đào thoát. Lúc này tàu nghiêng đã đến độ bão hòa, tức là không nghiêng thêm nữa, vì nước đã vào đầy hầm máy. Tôi cho giải tán nhiệm sở đào thoát và vào lại nhiệm sở tác chiến. Lúc này ở đài chỉ huy có Trung úy Đoàn Viết Ất. Tôi nói với Trung úy Ất, tàu nghiêng như thế này khó mà lái ra biển an toàn được. Chắc tôi phải ủi tàu vào trong đảo khí tượng Hoàng Sa để cố thủ và chờ HQ-4 và HQ-5 tới đến tiếp viện. Trung úy Ất nói với tôi, xin hạm trưởng đừng ủi tàu vào trong đảo khí tượng, mình sẽ bị Trung Cộng bắt làm tù binh. Mà làm tù binh Trung Cộng thì kẻ như chết rục xương trong tù, không còn thấy cha mẹ, vợ con, quê hương xứ sở. Xin hạm trưởng cứ lái ra biển, tàu có chìm thì đào thoát vẫn còn cái cơ may để sống sót. Nếu chết thì chết trên biển vẫn sướng hơn. Bây giờ viết lại câu nói này của Trung úy Ất, tôi vẫn còn xúc động đến chảy nước mắt. Nghe Trung úy Ất nói, tôi suy nghĩ thêm. Nếu tôi cứ ủi vào đảo khí tượng thì cũng không thể nào ủi sát bờ được, vì gần bờ đá ngầm đã xuất hiện rất nhiều. Và nếu ủi, tàu sẽ mắc cạn, lườn tàu sẽ bị đá ngầm rạch nát và nước sẽ vào thêm và tàu sẽ bị hoàn toàn tê liệt, mà thủ thủy đoàn cũng không thể nào lên đảo được. Do đó tôi tiếp tục lái tàu ra khỏi path, đồng thời ra lệnh nhân viên hướng súng về phía đằng sau và về phía quần đảo Hoàng Sa để canh chừng tàu Trung Cộng truy kích theo. Khi rời Hoàng Sa, tôi hết sức ân hận đã bỏ lại trên đảo một toán nhân viên 8 người do Trung úy Liêm chỉ huy khi có lệnh đưa nhân viên lên dưới đảo. Trung úy Liêm
và toán nhân viên sau đó đã mạo hiểm vượt biển bằng bè vì không muốn Trung Cộng bắt làm tù binh. Sau hơn 10 ngày lênh đênh trên biển, bè trôi về tận ngoài khơi Quy Nhơn và được ngư phủ cứu và đưa vào bệnh viện Quy Nhơn cấp cứu. Họ vượt biển mà không chuẩn bị thức ăn nước uống, nên hạ sĩ quản kho Nguyễn Văn Duyên đã chết vì kiệt sức khi đưa vào Quy Nhơn. Ra khỏi Pát, tôi hướng tàu về Đà Nẵng. Lúc này là khoảng 5-6 giờ chiều ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Tàu chỉ còn có một máy và nghiêng nên chạy chậm. Khi trời bắt đầu tối, tàu cách Hoàng Sa chừng 15 hải lý. Lúc này tôi mới thở ra nhẹ nhõm vì chắc là tàu Trung Cộng cũng bị thương tích, cả người lẫn tàu, nên không truy kích tàu của tôi. Bây giờ mối lo ngại khác đến với tôi là tàu có thể lật chìm bất cứ lúc nào, nếu có sóng chết xuôi rất dễ làm tàu lật. Tôi cho nhân viên chuẩn bị các bè nối, xem xét lại cách sử dụng để khi hữu sự làm cho nhanh, chứ khi mà tàu lật thì không có thời giờ mà mò mẫm. Lúc này hệ thống truyền tin vừa được sửa chữa xong, nhân viên vô tuyến báo cáo tình trạng chiến hạm về Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải, nhưng không thấy HQ4 và HQ5 lên tiếng. Một tin làm bàng hoàng mọi người trên chiến hạm là Trung sĩ Điện khí Xuân chút hơi thở cuối cùng vì vết thương quá nặng mà không được săn sóc đúng mức. Đại úy Hiệp mang họa đồ chiến hạm, các khoang hầm trên tàu lên đài chỉ huy cho tôi biết đã làm cân bằng tàu bằng cách bơm nước và dầu từ hầm này sang hầm khác và dồn về phía tả hạm, nhưng tàu cũng không bớt nghiêng bao nhiêu. Đại úy Hiệp nói bây giờ chỉ còn cách bơm xả nước ngọt ra và dầu ra biển, may ra mới làm cho tàu bớt nghiêng. Xả nước ngọt và dầu ra biển thì tôi rất ngại, mà cũng không chắc là khi xả xong tình trạng có khá hơn hay không, hay lại tệ hại hơn, vì phải biết trọng tâm con tàu trước và sau khi xả nước ở đâu rồi mới dám làm. Học môn lý thuyết về thuyền bè trong trường hải quân, nhưng ra trường lâu ngày và gặp lúc hữu sự lại không còn nhớ cách tính trọng tâm của con tàu, nên tôi không dám bảo đại úy Hiệp làm và giữ nguyên cái tình trạng như vậy mà chạy về Đà Nẵng. Cũng may nhờ biển rất êm nên không có gì xảy ra. Sáng ngày 20 tháng Giêng năm 1974, khoảng chừng 7-8 giờ, tàu vào vịnh Tiên Sa Đà Nẵng, nhưng tôi không vận chuyển cặp cầu được. Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải phải xin tàu dòng từ thương cảng Đà Nẵng kẹp ngang hông Hải quân 16 mà cặp cầu quân cảng Đà Nẵng. Cặp cầu xong, thủy xưởng Đà Nẵng sang bơm dầu. Nước ngọt ra, làm nhẹ tàu, cho tàu nổi lên rồi tìm cách bít tạm cái lỗ thủng dưới nước. Do người nhái lặn xuống nước mà bít, tôi nhớ như vậy không biết có đúng không. Sau đó bơm nước ngập hầm máy và hàn lại cái lỗ thủng ở hầm máy. Ngày hôm sau, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải xin toán tháo gỡ đạn dược từ quân đoàn 1 sang để tháo gỡ cái viên đạn còn nằm lại trên tàu. Viên đạn được bắn vòng cầu rơi xuống nước gần HQ-16. Do tốc độ của viên đạn nên khi xuống nước gặp sức cản của nước, viên đạn đã không đi thẳng xuống nước mà lại bị lệch hướng rồi đâm vào cái lườn tàu HQ-16 dưới mặt nước. Viên đạn vẫn còn tốc độ di chuyển, xuyên qua một góc máy điện, xuyên đứt tay của Trung sĩ Điện khí Xuân, kế đó chui vào trong kho điện khí và nằm một góc hầm máy và ở đó. May là viên đạn không nổ, chứ nổ thì HQ-16 đã phải chìm tại chỗ. Lấy được viên đạn ra, toán tháo gỡ đạn dược ngạc nhiên cho biết rằng viên đạn made in USA và cỡ 127 ly. Sau này truy ra mới biết đó là đạn của HQ-5 bắn. Sau khi sửa chữa xong, sơn phết lại, làm sạch sẽ, chiến hạm HQ-16 được lệnh về Sài Gòn làm lễ tiếp đón chiến hạm trở về từ Hoàng Sa. Phần thượng tầng kiến trúc của chiến hạm bị lỗ chỗ các lỗ thủng do đạn 40 ly
và 20 ly bắn vào, vẫn để y nguyên. Mục đích để cho dân chúng Sài Gòn, ai tò mò muốn xem chiến hạm dự trận Hoàng Sa về ra sao. Khi lên tàu xem sẽ thấy dấu tích còn để lại trên tàu. Tàu cập cầu B ở bến Bạch Đằng. Trong buổi lễ tiếp đón, tôi cùng 4-5 nhân viên được tư lệnh hải quân gắn huy chương. Sau buổi lễ, dân Sài Gòn được lên xem tàu. Và phóng viên BBC là ông Tôn Thất Kỳ hỏi tôi. Ông phỏng vấn, tôi có thấy máy bay phản lực Trung Cộng dự chiến trong Hoàng Sa không? Tôi trả lời là tôi không thấy. Ngày hôm sau, khối chiến tranh chính trị Bộ Tư lệnh Hải quân lúc đó là Đại tá Trần Văn Chiết làm trưởng khối thì phải. Phái một ông thiếu úy hay trung úy mà tôi không nhớ tên hay cấp bậc. Xuống HQ-16, anh ta nói với tôi. Tại sao hạm trưởng trả lời phỏng vấn đài BBC là không thấy phản lực cơ Trung Cộng? Tôi trả lời vị sĩ quan đó. Anh về nói lại với Bộ Tư lệnh là tôi không thấy. Nên tôi trả lời là không có. Nếu Bộ Tư lệnh muốn tôi nói thì phải báo trước cho tôi biết chứ. Tôi nghĩ nguồn tin này là do Đại tá Ngạc báo cáo về Bộ Tư lệnh Hải quân. Nên Bộ Tư lệnh Hải quân muốn tôi trả lời phỏng vấn cho phù hợp với nguồn tin. Cũng như là Đại tá Ngạc báo cáo về Bộ Tư lệnh Hải quân là HQ-10 và HQ-16 bị mất tích. Lúc HQ-16 về Sài Gòn, tôi nghe nói lại, không biết có đúng không, là khi nhận được tin HQ-16 và HQ-10 bị mất tích, Đại tá Võ Sum, trưởng khối truyền tin hải quân, đã dùng một con lắc, một loại dụng cụ cảm ứng để xem thử HQ-16 còn hay mất. Tôi không nghe nói kết quả của việc dùng con lắc này. Ông Đại tá Võ Sum ở San Diego, ông đã chết rồi. Ông nổi tiếng về cảm xạ học. Nhưng mà thưa quý khán giả, ông làm cảm xạ học, nói là năm mấy về lại Việt Nam, năm mấy ông đã nhìn thấy cái chiến hạm, đã gặp lại cái chiến hạm của Việt Nam Cộng Hòa cũ này. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay 43 năm và ông Đại tá Võ Sum đã chết rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp lại cái chiến hạm của ông. Chúng tôi xin đọc tiếp. Sau khi trình bày chi tiết những gì xảy ra trong trận Hoàng Sa, tôi xin nêu lên những nhận xét của tôi về trận chiến như thế này. Thứ nhất, trong trận hải chiến Hoàng Sa, Hải quân Việt Nam không có loại tàu thích hợp cho trận chiến. HQ-5, HQ-16 và HQ-10 là loại tàu cồng kềnh, vận chuyển chậm, súng quay bằng tay nên theo dõi mục tiêu rất là khó khăn, cũng như nhịp bắn chậm. Chỉ có HQ-4 là tối tân nhất, các súng đều sử dụng bằng điện, tốc độ bắn nhanh, radar có tầm xa, vận tốc chiến hạm cao. Nhưng HQ-4 lại không xung trận. Lúc trước ở sở phòng vệ Duyên Hải ở Hà Nẵng có loại tàu PT là chuyên môn đi bắn phía Bắc vĩ tuyến 17, là loại chiến hạm thích hợp với trận chiến Hoàng Sa. Nhưng tôi nghe nói là Hoa Kỳ đã thu hồi lại loại tàu này khi họ rút ra khỏi Việt Nam trước ngày trận chiến Hoàng Sa xảy ra. Thứ hai, không có kế hoạch hành quân. Kể từ khi có mặt ở Hoàng Sa, tôi chỉ biết có một lệnh duy nhất từ Đại tá Ngạc qua máy âm thoại. Chỉ định tôi chỉ huy HQ-10 và có nhiệm vụ phải đổ bộ toán người nhái. Mà trong bài viết của ông gọi là biệt đội hải kích lên đảo Quang Hòa bằng bất cứ giá nào. Ngoài ra tôi không biết gì về hoạt động của HQ-4 và HQ-5. Cũng như nhiệm vụ của họ. Gần đây đọc cái bài tường thuật trận hải chiến lịch sử Hoàng Sa của Đại tá Ngạc, tôi mới biết là ông chia 4 chiến hạm làm thành 2 phân đoàn. Phân đoàn 1 gồm có HQ-4 và HQ-5. Thì Đại tá Ngạc ở trên HQ-5 do hạm trưởng Hải quân 4 chỉ huy là nỗ lực chính. Nội việc chỉ định hạm trưởng HQ-4 chỉ huy quân phân đoàn 1 là sai nguyên tắc chỉ huy. Vì Đại tá Ngạc thì ở trên HQ-5
Vậy thì hạm trưởng HQ4 tức là Trung tá Vũ Hữu San chỉ huy luôn cả Đại tá Ngạc hay sao? Đại tá Ngạc là người chỉ huy trận chiến thì phải kiêm luôn chỉ huy phân đoàn 1 mới đúng. Và suốt trận chiến HQ4 và HQ5 làm gì tôi không được biết. Và cho đến lúc rời Hoàng Sa về Đà Nẵng tôi cũng chẳng thấy HQ4 và HQ5 ở đâu cả. Sau trận chiến tôi thấy phải đổi lại là phân đội 1 gồm có HQ4 và HQ5 là nỗ lực phụ. Phân đoàn 2 gồm có HQ10 và HQ16 là nỗ lực chính mới đúng. Vì phân đoàn 2 trực chiến với tàu Trung Trọng trong lòng chảo, trong khi phân đoàn 1 chỉ ở bên ngoài đóng vào mỏng hòa kép wait and see, tức là chờ và nhìn. Và vì quá lo sợ Trung Cộng nên tin chắc thế nào phân đoàn 2 cũng bị đánh chìm, Đại tá Ngạc mới ra lệnh HQ5 bắn vào lòng chảo 5-7 phát trước khi rút lui. Tôi không trách HQ4 và HQ5 vì họ chịu sự điều động của Đại tá Ngạc. Vì không có kế hoạch hành quân nên máy truyền tin bị Trung Cộng phá rối, không liên lạc được mà không có tần số dự trù để thay thế. Thứ ba, muốn thanh toán quân Trung Cộng trên đảo, tôi nghĩ không có nhiều đâu, chừng một tiểu đội. Mà dự định đổ bộ một toán người nhái 9-10 người thì khó mà thành công. Phải có 1-2 tiểu đội thủy quân lục chiến tăng cường yểm trợ mới được. Cần thêm một xuồng cao su để đổ bộ, tiếp tế lương thực, thức uống và vật dụng. Thứ tư, ra lệnh đưa quân lên giữ đảo mà không cung cấp lương thực, nước uống đầy đủ. Thủ thủy đoàn không có kinh nghiệm tác chiến trên bộ, chỉ có súng cá nhân và một ít đạn bắn chừng nửa tiếng là hết, thì làm sao mà giữ được đảo. Mà nếu chiến hạm bận tác chiến hay bị thiệt hại thì số quân nhân đưa lên đảo phải bị bỏ rơi, như trường hợp HQ16, đúng là lệnh lạc kiểu mang con đi bỏ chợ. Phải có kế hoạch đưa bộ binh hay thủy quân lục chiến giữ đảo, và phải có kế hoạch là tiếp tế. Thứ năm, không có bác sĩ trên chiến hạm, chỉ có y tá không kinh nghiệm cứu thương cũng như ngoài khả năng của họ, nên ai bị thương khó mà sống sót. Thứ sáu, trận chiến Hoàng Sa rất là giản dị, chẳng có chiến thuật gì rắc rối phức tạp cả. Tôi chỉ khai thác sơ hở của 3 chiến hạm Trung Cộng tập trung một chỗ trong lòng chảo để tấn công. Nếu thủ thủy đoàn HQ10 và HQ16 có kinh nghiệm tác giả, HQ16 không bị trúng đạn của HQ5 và hạm trưởng 10 không bị thương, thì chắc chắn 3 chiếc tàu Trung Cộng đã bị đánh chìm. Tôi còn nghi vấn về hạm trưởng HQ10 bị thương là do đạn thời chỉnh của Trung Cộng hay là của HQ4 hay HQ5. Đấy. Thứ 7, sau trận chiến, Bộ Tư lệnh Hải quân hay ít nữa là Bộ Tư lệnh Hạm đội cần có một buổi họp các cấp chỉ huy, các đơn vị tham dự trận chiến để mỗi người trình bày những cái hoạt động của đơn vị mình, nói lên những nhận xét để rút kinh nghiệm học hỏi, cùng những đề nghị nếu được áp dụng thì trận chiến sẽ có kết quả tốt hơn trong tương lai để mọi người cùng thảo luận. Đằng này mọi chuyện đều cho trôi xuôi luôn. Bài viết của tôi đến đây xem như đã trình bày xong trận hải chiến Hoàng Sa. Nhưng cũng xin nối tiếp bài viết tường thuật trận chiến lịch sử của Đại tá Hà Văn Ngạc. Toàn bài viết của Đại tá Ngạc từ đầu đến cuối đều là sai sự thật. Những điều ông nói khó mà kiểm chứng, chỉ những người trên HQ4, HQ5, HQ10 và HQ16 mới thấy là hoàn toàn do óc tưởng tượng Đại tá Ngạc dàn dựng ra. Tôi chỉ nêu lên một số chi tiết mà tôi thấy vô lý hoặc có liên hệ đến tôi mà đã sai sự thật. Ông viết, bất thần về phía đông khoảng 11:25 sáng, cách xa chừng 8 đến 10 hải lý, xuất hiện một chiến hạm của Trung Cộng có trang bị mỗi bên một dàn phóng kép hỏa tiễn loại Hải Hải đang tiến vào vùng giao tranh. Cách xa chừng 8 đến 10 hải lý, khó mà thấy được mỗi bên có
một dàn phóng hỏa tiễn. Chỉ có tưởng tượng mà thôi. Sau đó cũng chẳng thấy ông nói đến chiến hạm Trung Cộng này làm cái gì. Ngoài ra ông còn lo sợ cả phản lực cơ và tiềm thủy đinh. Trung Cộng vì quá lo sợ nên không còn tinh thần để chiến đấu nữa. Ông Ngạc viết, khoảng 7 giờ sáng ngày 20 tháng Giêng năm 1974, thì hai chiến hạm phân đoàn 1 đã về tới căn cứ an toàn. Tuần dương hạm 16 cũng đã về bến trước đó ít lâu. Sự thực thì sáng ngày 20 tháng 11 năm 1974, Hải quân 16 về đến quân cảng Đà Nẵng và sau đó chẳng thấy HQ4 và HQ5 ở Đà Nẵng. Chỉ có một mình tôi lên trình diện tư lệnh phó hải quân trong phòng hội của Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 1 Duyên Hải để trả lời những câu hỏi liên quan đến tổn thất giữa địch và ta trong trận chiến. Ông Ngạc viết, sau khi di tản các chiến sĩ thương vong và tử vong lên căn cứ, thì chỉ có 3 vị đô đốc cùng Hải quân Đại tá Nguyễn Viết Tân, chỉ huy trưởng sở phòng vệ Duyên Hải lên tuần dương hạm HQ5 và vào phòng hạm trưởng để dự cuộc thuyết trình về trận đánh. 3 vị hạm trưởng HQ5, HQ16 và HQ4 ghi chú của người viết tức là ông Lê Văn Thự đều có mặt để trình bày chi tiết về chiến hạm của mình. Tôi, hạm trưởng 16, đâu có mặt trên HQ5 như đại tá viết. Thì tức là ông đại tá này viết là 3 vị hạm trưởng HQ5, HQ16 và HQ4 đều có mặt. Mà thật sự là HQ16 là ông Lê Văn Thự, ông không có mặt. Vậy thì ông đại tá này viết láo. Trong bài của ông cũng có viết HQ4 và HQ5 bị trúng đạn, thiệt hại khá nhiều. Định chạy về Subic B, phi luật Tân để xin Hoa Kỳ sửa chữa. Sự thật thì HQ4 và HQ5 chẳng bị chày một mảnh sơn nào cả. Cả hải quân, ai cũng đều biết chuyện này. Vì thế cho nên, chỉ có một mình HQ16 được tiếp đón ở Sài Gòn và gắn huy chương, chứ không có đại tá Ngạc hay HQ4 hay HQ5 gì cả. Trong bài viết Biển Đông Dậy Sóng của ông Trần Bình Nam có câu, đại tá Ngạc biết có một cái gì đó sau lưng trận đánh nên đã dè dặt đôi lời trước khi viết rằng vân vân và vân vân. Thì cái gì sau lưng đó nay được ông Trần Bình Nam nói ra, đó là chuyện công du Trung Quốc ngày 10 tháng 11 năm 1973 của ông Henry Kissinger, mà nội dung ghi lại trong cuốn hồi ký chính trị Year of Upheaval và được ông Trần Bình Nam trích trong bài viết của ông ta. Đại khái là Hoa Kỳ bắt tay với Trung Cộng để chống lại Nga Xô, và qua một vài câu dẫn chứng, ông Trần Bình Nam đã kết luận có lẽ có sự thỏa thuận giữa Mao, Chu và Kissinger để Trung Quốc chiếm quần đảo Paracel của Việt Nam Cộng Hòa. Ông Trần Bình Nam viết, một tháng sau khi ông Kissinger rời Bắc Kinh, Hải quân Trung Quốc lén lút đổ bộ lên chiếm một số đảo trong quần đảo Paracel và vân vân. Phần tiếp theo của đoạn này chỉ dựa vào những chi tiết sai sự thật trong bài viết Tường thuật trận hải chiến lịch sử Hoàng Sa của đại tá Hà Văn Ngạc. Như trước, ngày trận chiến xảy ra, quân Trung Cộng đã chịu rời xa đảo mà họ đã chiếm khi có quân từ các chiến hạm Việt Nam đổ bộ chiếm lại đảo. Trung Cộng chỉ chiếm một đảo duy nhất là đảo Quang Hòa, còn quân ta từ các chiến hạm chỉ đổ bộ lên các đảo không có quân Trung Cộng như là Cam Tuyền, Vĩnh Lạc, mà toán người nhái đổ bộ lên đảo Quang Hòa nhưng bị bắn nên phải rút lui. Những điều mà ông Trần Bình Nam viết chỉ là những cái phỏng đoán, chẳng có chứng tỏ gì là việc là Hoa Kỳ ngầm thỏa thuận với Trung Quốc để chiếm Hoàng Sa. Ngược lại, theo nhận xét của tôi thì khi dự trận chiến Hoàng Sa, tôi thấy Trung Cộng rất là dè dặt trong việc xâm chiếm Hoàng Sa. Trước sau họ chỉ đưa ra vỏn vẹn có 3 chiến hạm không thuộc loại tối tân. Có thể vì họ ngần ngại có sự can thiệp của Hoa Kỳ, họ không đưa ra một lực lượng hùng hậu để đánh chiếm Hoàng Sa vì họ sợ nếu Hoa Kỳ phản ứng
thì sẽ thành chuyện lớn khó xử. Ngoài ra họ còn sợ dư luận thế giới nữa. Ông Trần Bình Nam nói nhờ Hoa Kỳ can thiệp nên Trung Cộng đã nhanh chóng trao trả qua ngả Hồng Kông một số quân nhân và dân chính trên đảo Hoàng Sa cùng một số ít thủ thủy đoàn HQ-10 còn sống. Tôi không chắc có phải do Hoa Kỳ can thiệp hay không. Theo tôi, Trung Cộng đã chiếm được đảo Hoàng Sa rồi thì xá gì mấy chục mạng người mà không trao trả, giữ để làm gì? Không cần Hoa Kỳ can thiệp, họ cũng tự động dàn xếp để trao trả. Vừa được tiếng nhân đạo, vừa xoa dịu sự công vẫn của dân chúng miền Nam, Việt Nam. Và có thể là của cả dư luận thế giới nữa. Cái sự bắt tay giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để hai bên giãn tay chống lại Nga Xô, nhưng không chắc có sự thỏa thuận của Hoa Kỳ để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa. Có thể một trong những lý do Trung Cộng chiếm Hoàng Sa là để thăm dò mức độ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng sau khi đã ngầm bắt tay với nhau. Trung Cộng chỉ cần đưa tới Hoàng Sa 3 chiến hạm để thăm dò vừa Hoa Kỳ vừa Việt Nam Cộng Hòa. Và nếu Việt Nam Cộng Hòa sợ oai hùng của anh khổng lồ mà tháo lui thì họ không có gì mong đợi hơn nữa. Còn nếu Việt Nam Cộng Hòa tận lực bảo vệ và đánh thẳng với họ thì họ sẽ chờ lúc khác, chắc cũng không lâu. Nếu Hoa Kỳ không tỏ thái độ trong lần này, còn giả sử nếu có sự thỏa thuận giữa Hoa Kỳ để Trung Cộng chiếm Hoàng Sa đi nữa thì dân nước Việt chúng ta có đánh hay không? Nếu ai có hỏi Đại tá Ngạc hay ông Trần Bình Nam là những người thức thời, nhìn xa, nhìn rộng, hiểu rộng, thì tôi chắc hai người này sẽ dõng dạc công khai tuyên bố phải đánh. Còn đánh như thế nào? Đồng tâm hiệp lực mà đánh hay đánh chiếu lệ, nửa nạc nửa mỡ, xem đồng đội như là vật hy sinh thì cái đó không phải là chuyện công khai. Lê Văn Tự, mùng 8 tháng 3 năm 2004 và đã được tờ báo Thời Loạn Cộng Đỗ Tiến Đức đăng lại vào tháng Giêng năm 2013. Và ngày hôm nay lần thứ nhì KBC Hải Ngoại đọc lại để cho quý vị. Chúng tôi sẽ đọc mỗi một năm ngày 19 tháng Giêng để tưởng niệm những người chết oan uổng trong cái cuộc chiến Hoàng Sa. Và đây có những cái sự âm mưu của những người lính hải quân mà như theo ông Trung tá Lê Văn Thự nói, tất cả anh em hải quân đều biết HQ-4 và HQ-5 đều không bị trúng đạn. Ông Vũ Hữu San ở dưới San Diego, Trung tá Vũ Hữu San, năm nào cái ngày 19 tháng Giêng ông cũng lên trên quận Cam này, ông đọc một bài diễn văn là trận chiến, trận hải chiến. Lúc năm nào cũng khen, nói là mình thắng. Thì có những cái câu hỏi đặt ra thưa quý khán giả. Tại sao HQ-4, HQ-5 im lặng vô tuyến? Tại sao HQ-4, HQ-5 không có về Đà Nẵng mà ông Đại tá Hà Văn Ngạc nói là về Đà Nẵng? Tại sao Trung tá Lê Văn Thự không có lên HQ-5 phòng họp mà ông Đại tá Hà Văn Ngạc nói là ông Thự có ở đó? Và những cái điều vô lý ở trong đó. Tuy nhiên có một điều chúng tôi có thể xin góp ý với Trung tá Lê Văn Thự ở chỗ này. Cái lý do ông nói rằng là không có sự âm mưu giữa Trung Cộng với lại Hoa Kỳ, theo sự suy đoán của ông là không có, là vì bởi vì Trung Cộng sợ rằng Hoa Kỳ không có thật lòng hay gì đó đại khái. Nhưng sao tôi nghĩ lại ngược lại, tại vì họ ỷ y, họ tin vào Hoa Kỳ nên họ chỉ mang có 3 chiến hạm đi thôi. Họ mang 3 chiến hạm tới để tiếp thu chứ không phải để đánh nhau. Đó là ý của tôi. Bằng chứng là ông Đại tá Hà Văn Ngạc đâu có cho HQ-4 với HQ-5. HQ-5 là chiếc tàu có thể là chạy nhanh, không thua gì tàu Trung Cộng. Tại sao không cho vào tham chiến? Tại sao ông Hà Văn Ngạc im lặng vô tuyến sau khi...